Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Minh Kha đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video không phải là đánh giá chi tiết các bạn à. Thực chất ấy, thì cái chiếc MacBook mình trên bàn đây ấy, là mình chỉ nói chung là trải nghiệm trong một khoảng thời gian nó cũng khá là ngắn. Và nó giống như kiểu là từ người dùng Windows chuyển sang Mac OS, chuyển sang MacBook thì nó sẽ có những gì thôi. Thật sự là mình trải nghiệm rất ít những chiếc MacBook. Tầm khoảng năm ngoái thì mình có trải nghiệm một cái chiếc MacBook Air 12 inch. Đó thì đến bây giờ là đây là cái chiếc MacBook gần như là thứ hai hay là thứ ba gì đó là mình được trải nghiệm. Và cũng trong một cái khoảng thời gian nó ngắn thôi chứ không phải là dài. Nên thành ra thì đối với mình ý, thật sự là mình rất là thích với những cái thiết bị đến từ Apple như thế này. Tại vì là về cái mức độ hoàn thiện cũng như là cái phần thiết kế, cái độ tinh tế nữa. Ở đây thì các bạn sẽ thấy này, mặc dù nó có cái phần đầu mút đây đó, cái chiếc MacBook Air 2020 chạy chip M1 này nó có cái phần 4 mút cao su như thế này. Tuy nhiên thì nó sẽ không bám trên bàn các bạn nhé. Đây, nó không bám trên bàn, mình gần như là không dùng một cái lực gì cả. Thì nó khác với lại những cái chiếc laptop Windows. Tại vì là Apple thì họ sẽ để theo một cái gì đó nó tinh tế. Và trong quá trình mình sử dụng lúc đầu là mình thấy rằng là, à đây là cái điều mà thiếu cái sự tinh tế này. Nhưng mà trong quá trình trải nghiệm thì mình thấy rằng là à đây nó lại là một sự tinh tế. Khi mà kiểu khi chúng ta tì tay lên cái phần bàn phím như thế này, gõ bình thường nha. Rồi sau đó tự nhiên cái buồn cái muốn xê dịch như thế nào nó cũng rất là dễ. Và trong quá trình mà gõ như thế này thì nó cũng không thể nào mà khiến cho xê dịch. Nếu như chúng ta không muốn đẩy nó vẫn có một cái độ ma sát, một cái độ bám nhất định. Và khi chúng ta chỉ cần đẩy nhẹ thôi đó, nó đẩy theo ý của chúng ta luôn ấy. Còn cái hiện tượng mà khi mà chúng ta gõ như thế này nó có bị trơn lầy gì đó không thì không các bạn nhé. Tại vì gần như là cái phần bàn tay của chúng ta đã tì lên cái bàn phím này rồi. Cái chỗ tì tay này là rất cố định luôn, gần như là nó sẽ không bị trượt đi. Rồi là mình sẽ nói đến về cái phần thiết kế. Quay trở lại với phần thiết kế một tí, đó chính là với cái thiết kế của cái chiếc MacBook Air năm nay gần như nó cũng không có khác biệt gì cả. Điểm mà mình thấy được là về cái phần cổng kết nối nó đã tối ưu cực kỳ là tối ưu rồi. Khi mà chúng ta chỉ còn là hai cái cổng Type-C và một cái cổng jack 3.5 này thôi. Đó thì với cái việc là nó trang bị hai cái cổng Type-C hai bên như thế này thì nó sẽ có một điểm bất tiện, đó chính là khi mà cái ổ cắm sạc của mình nó nằm ở bên này thì bắt buộc là mình phải luồn dây nó quằn qua thì trong nó không được gọn gàng. Còn đối với lại trên những chiếc MacBook Pro thì nó sẽ có hai cổng Type-C hai bên, như vậy thì nó sẽ tiện hơn. Thì cũng đó là một điểm mà mình thấy trong quá trình trải nghiệm thì nó là cái điểm mà mình không thích. Và đi kèm với đó là chúng ta sẽ có là một cái độ hoàn thiện cực kỳ tốt các bạn. Phải gọi rằng là thật đúng là nó vừa là một thiết bị công nghệ cũng như là vừa là một món đồ trang sức nữa đó các bạn. Thiết kế của nó cực kỳ mỏng nhẹ và đẹp, trọng lượng thì chỉ hơn 1kg thôi, cầm một tay thì cực kỳ dễ dàng. Và với kích thước màn hình là chỉ khoảng 13.3 inch như thế này thì cái độ phân giải của cái chiếc MacBook M1 này lên tới là 2K. Thì về cái chất lượng chi tiết, độ sáng, các thứ này kia thì mình không thể nào chê được các bạn à. Phải gọi thật sự đây là một cái màn hình nó rất là đỉnh. Và trong khung giá khoảng 25 triệu đây là một cái phân khúc giá mà mình thấy rằng là nó rất hợp lý cho cái chiếc MacBook như thế này, mặc dù là viền của nó vẫn chưa được tối ưu. Rồi là chúng ta sẽ có đó chính là một cái phần webcam. Webcam thì thật sự là mình thấy là sao mà năm nào đúng tệ như năm nào ấy nhờ. Webcam trên MacBook mình thấy nó khá là tệ, nó bị noi kinh khủng các bạn à. Gọi video mà kiểu trong điều kiện thiếu sáng một tí thôi là không thấy gì. Webcam khá là xấu, đây là một điểm trừ trên cái chiếc MacBook này. Và chúng ta sẽ có đó chính là một cái phần bàn phím mà nó sẽ không còn là kiểu bàn phím không hành trình nữa. Bây giờ thì chúng ta cũng đã có cái kiểu gõ nó nảy hơn rồi, nó quay trở lại cái dạng bàn phím cũ. Tuy nhiên thì với cái bàn phím này thì nó cũng không hẳn là cho chúng ta một cái cảm giác gõ phím tốt hơn, đặc biệt là với những bạn nào mà hay gõ văn bản hoặc là nhập số liệu nhiều thì rõ ràng là nó cảm giác hành trình phím của nó cũng khá là thấp. Còn về cái phần touchpad thì mình cũng thấy rằng là cái việc mà rê trên cái touchpad này nó rất là chậm để nó tăng cái mức độ chính xác, đặc biệt là khi mà các bạn mở những cái trình duyệt hay là mở những cái tab nó có cái phần mà kiểu dấu x để tắt tab đi, nó rất là bé. Thì với cái việc mà chúng ta rê chậm như thế này, nó không phải là rít đâu các bạn nhé, nó không phải là rít mà nó rê rất mượt nhưng mà là chậm, thì nó sẽ tăng được cái khả năng chính xác khi mà bấm vào những cái biểu tượng icon nhỏ đó. À, thì cũng là một điểm mà mình thấy lúc đầu thì hơi khó chịu, tại vì nó không thoải mái như ở trên những cái touchpad của Windows mượt trong cùng phân khúc giá. Mà mình thấy là trong quá trình trải nghiệm như thế này thì Apple làm cũng gọi là đúng, tại vì nó tăng cái khả năng chính xác. Còn về cái phần cấu hình thì mình cũng không có điều kiện mà trải nghiệm nhiều với những cái app mình sử dụng. Thực ra thì mình chỉ gần như là sử dụng Chrome này, Safari này,
với lại một số các cái app cơ bản thôi, chứ mình cũng chưa kiểu tải nhiều app để test xem là nó đã tối ưu tốt chưa. Nhưng mà mình nghĩ rằng là với cái việc mà Apple đã sở hữu riêng cho mình một cái hệ điều hành macOS như thế này rồi, thì cái việc mà phổ biến cho các nhà phát triển ứng dụng cũng như là kiểu thúc đẩy họ tối ưu cho con chip này là một điều cực kỳ dễ dàng. Và trong cái quá trình mình trải nghiệm thì gần như mình sử dụng những cái tác vụ nó cực kỳ nhẹ nhàng, những cái tác vụ văn phòng thôi. Rồi là chúng ta sẽ còn có thêm đó chính là về cái khoảng thời gian sử dụng pin. Sử dụng pin là một cái điểm mà mình cực kỳ ấn tượng trên cái chiếc MacBook Air M1 2020 này. Tại vì là nó có cho chúng ta là một cái khoảng thời gian sử dụng lên tới là hơn 10 tiếng thật sự các bạn ạ. Pin của MacBook Air từ trước giờ mình thấy nó rất là trâu. Và đây là một điểm mà wow, nhìn vào cái chiếc máy này thì thật sự là mình cực kỳ ấn tượng đó các bạn ạ. Nhiều cái chiếc laptop khác thì nó sẽ dao động tầm khoảng là ok, nhà sản xuất công bố là sẽ khoảng là 12 giờ, 10 giờ gì đó, nhưng mà trải nghiệm thực tế thì nó rơi vào tầm 6-7 tiếng thôi. Con này thì cho ra một cái khoảng thời gian gọi là trải nghiệm rõ rệt luôn ấy. Đi kèm với đó là về phần loa cũng là một điểm mà mình thấy rằng là năm nay thì loa của Apple nó làm ấm hơn và chất âm tốt hơn. Nó sẽ không còn đi theo cái chất âm sáng như là một số cái dòng MacBook cũ trước đây mình đã từng được trải nghiệm. Với cái việc mà nó sử dụng chất âm ấm này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có một cái âm trường nó rộng hơn, nghe nó sẽ đỡ bị chặt hẹp hơn. Thì điều này thì mình thấy rằng là Apple đang cố gắng làm sao cho nó có một cái trải nghiệm cân bằng nhất, dễ chịu nhất, với phù hợp nhất với đại đa số người dùng. Tổng thể lại thì mình thấy là cái điểm ấn tượng nhất trên cái chiếc MacBook này sẽ có 3 điểm mà mình thấy là ấn tượng nhất. Thứ nhất là về phần thiết kế, mỏng nhẹ các thứ này kia. Tuy nhiên thì cái điểm ấn tượng đó nó cũng sẽ xuất hiện những cái sự bất cập khi mà chúng ta không có cái cổng USB Type-A nào, vì nó quá mỏng. Thì các bạn phải bắt buộc là nếu như mà sử dụng kiểu kết nối hay là truyền sao chép dữ liệu nhiều ấy, thì bắt buộc phải mua thêm một cái hub nữa. Cái hub đó thì nó sẽ bao gồm là cổng mạng LAN, rồi là cổng Type-A các thứ, Type-C chuyển sang Type-A các thứ, thì nó cũng sẽ dao động tầm khoảng là trên dưới 1 triệu để cho ra một cái chất lượng tốt nhất. Đi kèm với đó, kể cả là khi các bạn thấy rằng là cái dung lượng 256GB của cái chiếc MacBook Air này không đủ thì các bạn phải mua thêm là một cái ổ SSD hoặc là HDD. Hiện tại thì ClickBuy đang bán với mức giá là khoảng 25.490.000 đồng, thì đây cũng là một mức giá mà khá là kiểu nằm trong cái tầm tiền hợp lý. Đây là một cái chiếc máy chính hãng Việt Nam các bạn nhé, chứ không phải là sách tay đâu. Nên là thành ra thì các bạn cần phải lưu ý là cái với mức giá chính hãng như thế này thì nó bao gồm cả một cái bảo hành toàn diện nữa. Và đó là những gì mình gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc MacBook Air 2020 này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.